Vui Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Vậy là ông Tư đã thực sự khỏe mạnh lại sau một cái biến cố bất ngờ vào ngày hôm qua. Ngày hôm nay á thì ông Tư sẽ nhờ chị Cẩm Hương cũng như Sầm Hưng mua cho ông một cái con vịt để mà ông có thể xuống đây cúng để mà trả lễ. Tâm linh là một điều gì đó nó khó lý giải lắm. Và người ta thường nói có một cái câu là có thờ, có thiên và có kiên, có lành. Và ngày hôm nay thì với việc cúng một cái con vịt thì mong rằng thì ông bà cô bác quý anh chị ở đây sẽ phù hộ độ cho ông Tư được sức khỏe bình an. Và bây giờ thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ một cái đoạn clip về cái buổi cúng hôm nay cho cô bác quý anh chị xem. Xin khỏe lại. Bây giờ ông Tư với ông ba chạy đua đi, ai chạy nhanh hơn. Ai đi cái giò khá là mạnh khỏe luôn ha anh Một Đồng. Thì đây là đường chính yếu của chú Tư. Thấy ông ba kìa, ra ông ba ở đây nè, đây như thanh niên 18 không anh Đồng. Cho anh Hương soạn đi lấy miếng dán này nè, phải để sơi lên lần nữa cho nó to rồi. Cái gì lấy cái mình lấy cái bông kia ra định hình lấy cái ly. Đúng đó. Là có thờ thì có thiên, có kiên, có lành. Phòng đấy. Dạ. Ở có nhang chưa? Anh xé cái bọc cho anh Hưng. Xé cái bọc ở trên nha. Được. Cháo. Để mấy chén cháo, 4 chén đúng không anh Đồng? Ba. Ba chén hả? Thì ông cũng ba chén. Để con lấy cái này con khen lên. Ok. Ông ba bữa nay thấy bạn mình khỏe, ông ba mừng ghê á. Mừng mà đi sông sáo cầm đi trước luôn á ha anh Đồng. Sông sáo chạy lúp xúp chút xíu rồi chắc té nữa rồi. Bữa nay chú còn có mấy cái răng mà dập té còn không có con cái nào luôn. Hết răng luôn. Anh Hưng qua giờ ngủ được không? Cũng được. Hôm nay thấy mặt xanh xao hết trơn à. Ủa em mình lọc cái bọc ra, lọc bọc mẫu ra. Chưa cột xong đi, cột xong. Okay. Một ly trà, ly nước, ly rượu à? Một ly trà, ly nước, ly rượu. Để con lên lấy rượu với ra nước xuống. Ly trà, có rượu chưa, có rượu chưa? Rượu hồi nãy chơi rượu chảnh rồi. Ờ quên đã coi tính hỏi ông Tư vậy nè, là thời gian tới đồ mình còn ở dưới ghe kìa, mình có tính là đem lên nhà không Tư? Thôi đẩy xuống nữa, đẩy lại à. Tôi khỏe, tôi gom cái nào đó, tôi dùng lại cái, tôi đẩy lại à. Dạ. Chứ đồ một mình rồi đem lên để cho chị Cẩm Hường giặt á. À. Ví dụ trưa thì mình muốn nghỉ trưa thì mình có thể xuống đây nằm cho nó thoáng thôi. À. Mình đem lên bớt. Nay hình như là mặt ông Tư hồng hào lại á. Anh đâu? Ông Tư vui, cười và khỏe nữa đi. À. Bye. Ông ba vô phụ ông Tư gần bơi. Ông ba đi như con thanh niên 18 vậy. Ừ. Lát nữa có vái cùng chung với ông Tư không? Không. Không cái gì mình đâu biết. Dạ. Chị chưa có nửa biết. Và nó chạy dễ thương kìa. Thật ra thì Hồ thì không biết sao chứ anh thấy những cái lời nói của ông ba thì mình thấy rất là chất phát thật thà. Người nghĩ sao nói vậy à? Giờ nhìn ông ba ngồi sao lủi thủi, cô bác với anh chị. Ông ba. Đẹp trai dữ vậy. Dạng hôm qua gặp ba ngũ hành phường đấy rất là chặt cụ quyền rất đầu mấy ông mấy bà đất cái cục đất đai này con xuống con quên cái ghe con đậu vậy đó thì theo con trình mấy ông cho con đậu nhờ cái ghe rồi con ở với là nợ với hai đứa cháu ngoại với con gái với thằng trai. Nay thôi tôi cũng mấy ông cũng tha thứ cho tôi
ăn cho binh tướng tôi đồ cũng về ăn chung với mấy ông vậy đó, rồi mấy ông bà đây rồi là cũng bảo vệ cho tôi đó, là đi tới đâu quan thương dân mến. Ôi dồi. Xong hả ông Tân? Dạ. Anh Hưng có cần vô cúng không ông Tân? Khỏi cũng được, còn nó cũng biết giấy rồi giấy. Vô giấy luôn đi. Chơi sơ vậy, giấy rồi. Sao mình vái vậy? Giấy mình chỉ là cũng như là... Nói cha hôm nay về đây vậy thôi. Giấy ông bà ở cục đất đây này, và cha tôi về độ hộ cha tôi mạnh khỏe vậy cũng được ha. Hôm nay cha con... Đi anh cứ giấy bình thường thì không sao hết á. Hộ độ cho cha con luôn mạnh giỏi bình an trong cuộc sống. Mạnh khỏe, sống chung với con. Tập nói chuyện chứ, còn mai mốt còn cưới vợ, cô gái nữa. Đi vô giấy đi anh, nói thiệt á. Lại đi. Chứ con đứng con giấy làm thầm vậy. Đứng nói giấy làm thầm cũng được. Giấy sao giấy vậy, đổ hộ cho cha tôi khỏe vậy cũng được nữa. Anh đang giấy á. Nay là thấy trong lòng của mình là sau khi cái buổi cúng này thì chắc mình sẽ an tâm nhiều hơn. An tâm nhiều hơn, giá là không lẽ tôi nghèo về và cô bác không tha thứ tôi sao giờ tôi về sống với con tôi, với cháu ngoại đồ. Thật ra thì ông Tư sống thì ai cũng thương hết á. Trên cộng đồng mạng trên thế giới nè, bao nhiêu người đã chung tay giúp đỡ cho ông Tư thì chắc có lẽ là đâu đó thì ông bà mà đã từng gọi là đất đai ở đây á thì cũng sẽ hiểu thêm và thương ông Tư và có thể là phù hộ độ cho ông Tư sống đoàn tụ với con mình những cái lúc tuổi già như thế này. Có cần mình có cần gỡ con vịt ra không Đạt? Khoan, hồi đỡ cây nhang cái mình lật vịt trở lại. Lật vịt lật trở lại không? Lật trở lại. Dạ, còn trái cây? Trái cây thì để nguyên vậy đó. Chứ dạ. Ngày trước thì ông Tư cũng xuống xuống nghe sống thì ông Tư cũng vái khấn vái cũng cúng con vịt vậy đó, cũng cúng con vịt gì luôn. Dạ. Mình sống thì mình phải xin phép thì nó sẽ nó an tâm cho cuộc sống của mình hơn. Dạ. Biết trước biết sau hay ông Tư? Mình biết trước biết sau chứ mình đâu có quên mấy cô chú ông bà gì người phước mặt. Mình báo quyền quá đâu được. Dạ, mình không được kiểu là ngang tàn quá. Dạ. Dạ, phải kính trên nhường dưới chứ. Mấy ngày nay ngủ được không mà sao mặt thất thần với anh Hưng? Vô đây mát nè. Vô đây nè. Vô chỗ gần trong Tư mát đó. Vô bụi cây kìa. Bữa nay mới sắm đôi dép tổ ong kìa. Đang nhậu đó, nắng thêm nữa đó. Đang có người để ý mà hơi nắng hoài. Ở dưới này cũng mát quá à. Ông Tư thấy cái dòng sông này mà sau này mà đi ở dưới xuồng mà buồn là đi giăng lưới rồi thấy êm không? Êm thoải mái, trời dùng này rồi tôi gánh hết trơn rồi. Ngày xưa ông Tư sống ở Tắc Văn này thì ông Tư làm cái nghề gì? Trên mương với trên vuông rồi đó, rồi đào đất. Đào đất? Rồi con nghe là nghe nói là đi đào đất dữ lắm đúng không? Đào đất đặc vậy đó, mình đào làm cái mương, không coi... cái nền nhà cho anh ta ăn theo khói hay gì không Tân? Ăn theo tầm đó là mình lấy len mình dứt để một tầm ba thước bao nhiêu tiền mà bơi xuống bơi sâu, nếu sâu nhiều thì mình đầu bốn lớp còn cỡ thước thước mốt rồi đó và đầu ba lớp à thì đủ cho anh ta rồi. Có nhiều người khuyên ông Tư á là hạn chế uống rượu uống bia lại, đôi khi cao tuổi thì huyết áp của mình nó không được đều á, thì ông Tư phải gọi là bỏ luôn thì không được, tại vì mấy chục năm nay thì sống kiểu cái cảnh sông nước thì mượn chén rượu ly trà nó làm niềm vui. Yeah. Nhưng mà khuyên ông Tư hạn chế uống lại
nếu như mình được bỏ luôn thì càng tốt. Còn thuốc thì chắc khó bỏ hay ông Tư ha? Thuốc dễ gì, bỏ vợ bỏ con chứ thuốc là tôi không bỏ được rồi. Còn như con nghĩ á, chú Tư ở cận kề chú Ba thì hai người có niềm vui hoặc là nỗi buồn nào cũng nhâm nhi một vài ly rượu. Sau khi mà chú Tư xa chú Ba, chắc có lẽ là chú Ba với chú Tư hạn chế uống á. Tôi bây giờ ở chợ nó cũng đâu uống ai đâu. Chỉ uống với chú Ba thôi. Uống với chú Ba à. Lúc trước ông Tư với ông Ba thì hai người lít và giảm bớt lại mình, còn mình ông Tư lít thôi. Lít thôi, từ từ. Cái đó là đạt đồng tháp á cô bác quý anh chị, có gì mình xem xét nghiên cứu lại quỹ đi kênh đó. Ông Tư dạ. bớt người ông Ba ra là còn ông Tư lít thì ông Tư không biết như thế nào. Ông Tư không còn tuột nữa mà mất luôn huyết áp. Đó vậy chứ nói thiệt đó, ông Tư nên hạn, con biết là ông Tư cũng ít uống lắm, chỉ có ông Ba. Trời ơi, có anh em gặp mới uống chứ tôi không có uống ai chứ. Tôi lo đi vớt rồi mà kiếm tiền đồ dư giả, có thời gian về thăm con đồ là mình dư giả nhiều mua đồ ăn ngon đồ với người ta. Chứ tôi không có chú Ba này tôi không uống đâu, mà có khi 3-4 ngày tôi không dám bơi lại ghe đó nữa. Bơi gần tới là núp rồi, chợ nước rộng là giật vậy. Trốn. Có khi nào bị hú không? Vậy mà nó cũng thấy nhận dạng cái mà mất tiêu rồi nó cũng gược hả? Không lẽ gặp bạn không uống thì kỳ phải không? Vậy. Ông Tư có thường nói cái ông rủ nhậu, ông hỏi ông Tư là nhậu không mày? Cái mày nói nhậu bao nha, chứ nhậu không cho tiền mà rủ hoài. Không, vô gặp, chùa hoài hả? Gặp cái vô hết trơn á. Mày muốn vô tao vô à. Ừ. Chạy mày coi. Nhưng mà ông Ba rủ là ông Ba có chơi khôn không? Có làm bộ thấy ông Tư có lượm nhiều hơn người kêu ông Tư ba mồi á? Không, có khi anh em có gì làm đấy, có khi nó cũng hụt tiền. Thôi mẹ ơi, bữa nay để lấy tiền tao mua đi. Đó. Mà nó nói là ngay tôi nói cũng có trời Phật chứng kiến này. Nó mua cho tôi uống nhiều hơn, nó nói anh trên bờ làm ăn ngon hơn, trên bờ trúng bánh hơn ở dưới sông. Vậy là chưa chắc gì ai khôn hơn ai à? Ông Tư, chưa chắc gì ai khôn hơn ai hả? Lại kêu ghét lại là nó chạy rồi. Rồi hỏi chứ mình không lẽ bụi chở ra bơi đi gì á? Xách chạy chạy đi mua rượu hả? Ừ. Rồi ông Tư có gì nhậu đó? Có gì nhậu lấy à? Thường là nhậu với mồi gì? Trời ơi, cô bác đã thấy nhậu có khi không có mồi gì ngon, cái người ta múc cho chó, rồi thịt trâu, thịt heo, cá, đồ này đó. Có ăn, chi dùng nấy? Ăn không khiết luôn. Giống như ăn chay ở đạo Nam Tông, Tam Tịnh Nhục mà. Hay cho gì ăn đó đúng không anh Đồng? Ừ. Ăn không cái gì, không biết con vật đó viết giết cho mình, không nghe tiếng la của con vật đó. Dạ. Cũng không trực tiếp với con vật đó luôn. Dạ. Dạ. Chú đã đặt luôn xong đó. Về ngủ ông đi đặt. Ở đây có ông bạn đặt hay lắm chú. Có ông bạn đặt lú ở đây nữa nè chú ơi. Chú đó cũng có cái máy gắn luôn cái thầu. Không, dòng sông này được mà thủy triều lên xuống gì ở đây là bắt cá là ngon rồi. Chỉ là mai mốt chú Tư có xuống sông là có bạn rồi. Thật ra cái cảnh sông nước ha, mà vừa bơi xuồng mà để có hai cái xuồng mà cặp kè nhau mà uống nước trà là thấy nó đã lắm. Chờ cá mắc lưới á. Dạ. Nó hữu tình lắm. Là gì anh không á? Chưa đi xuồng chứ nên đi xuồng dài dài đây là xuồng nó đậu cặp mấy người mà đi. Uống nước trà đúng không? Có không? Đó. Chỗ này có luôn hả? Có. Ờ. Mấy người mà đi đánh lưới rồi đó. Bữa nào anh đi anh giới thiệu cho ông. Có như ghe như cha vậy nè. Cái nhiều khi hai chồng đi, nhiều khi mấy cha con đồ đi chung ghe vậy đó, rồi dặn lưới rồi sống ở đó luôn à. Như ta sống với ghe luôn đó. Ừ, con đặt dịch lại con. Có rốt rượu thêm không? Châm thêm chút nữa. Châm thêm chút nữa. Anh chồng nguyên con dịch lên luôn. Không mày ra trước mới đặt được. Ừ. Có vô bụng lại. Ờ, bỏ vô đó đó. Thì ít đây gót cái gì nhiễu vô ba xích vô ba gót cho bạn mình chứ đây xích vô đây nè qua đây qua đây hồi sớm giờ
Hồi 6 giờ ở bên đó là giá cái gì mà con nghe mà lẩm nhẩm gì, hay là bạn mình còn thiếu tiền chưa trả? Hả? Dễ uống miếng nước trà nữa không? Dễ uống miếng nước trà trong ly nước trà. Dạ, sẽ lên hay gì vậy? Thôi, hết lên rồi thôi. Để đi kinh doanh nè. Thì gung dưới vậy mày. Dưới bụng. Chú bà giới thấy chú bà hành tâm luôn á chú Tư. Thật ra thì con rất nể những người bạn như ông ba. Vậy là hơn nửa cây nhang nữa là được hả ông Tư? Ờ. Dạ, rất nể những người bạn như ông ba luôn á. Tri kỷ ghê luôn á, khó tìm á. Bạn thì nhiều nhưng mà để tìm một tri kỷ thì hiếm lắm. Con có một bạn nó đi chung con hoài mà nó tối ngày nó chọn con hoài. Chọn con chọn trong cái sườn non không chứ không, dạ, chọn cái sườn già nữa hả? Chọn đau lắm. Vậy ông Tư khuyên cho con lời khuyên cho con có nên đi chung nữa không? Ở đó giờ ông ba có khi nào mà chột ba sườn non ông Tư không? Đâu dám. Không dám hả? Con thấy ông Tư nghiếp ông ba không à? Ừ. Quất hơi nằm rồi khỏi có chột khỏi gì chứ. Khỏi chột luôn hả? Ừ, khỏi chột. Có ai quánh tiến lên mà uống thua cũng uống, ăn uống mà trữ quý rượu cũng ăn, mà có ai thua một hơi 11-12 bàn trữ quý rồi thua trắng luôn như vậy không chính. Công cũng kinh trời Phật công bà quyền rất độ rất ra dạch đây. Hôm nay trở lễ rồi, rồi con cũng xin để con dẹp. Cái lúc dạ. Nó bông mình để đẩy ra đi chứ ta. Dạ. Dạ muốn cho giải cho dòng. Rồi cũng đã xong rồi, bây giờ cũng đã xong rồi cho rút lui nhang hả? Dạ cho lui nhang để đem lên. Dạ người ta gọi là thỉnh lại cái phần xác này để mà đem lên chi dùng hơn ông Tư. Dạ dạ thỉnh lại rồi, phần lại rồi đây rồi dùng lại bức anh Phương ơi. Dạ. Quên nó còn nho nữa kìa. Nó ngày hôm qua, chắc đem lên. Nó hôm qua, đem lên luôn. Rồi từ nay về sau mong ông Tư sẽ vui vẻ với con cháu nè. À. Được sức khỏe dồi dào, vạn sự lành, an khang thịnh vượng. Ngày nào cũng là ngày vui. Yeah. Đến 100 tuổi già thì nhẹ nhàng không Tư ha. Ơn 100 tuổi thôi, đừng 101 nữa. Đây đây. Anh cầm tiếp, chú ba cầm nhiêu thôi. Rồi cầm con dịch lên. Đứa đó đây em cầm cho. Phỏng ngang thì cho, đạp đạp nha. Ok. Cầm được không? Con dịch nặng lắm á, 3 ký mấy á. Đây là sao?